lý canh nhung là một con chó sợ hãi hơn nữa cố gắng sống sót ở tận thế nhưng thật không may hắn chết ở trong tang thi triều rồi lại rất may mắn sống lại đến tận thế trước một tuần hắn quyết đoán vay tiền mua vật tư bảo trụ mạng chó của mình mà ở tận thế trước một ngày buổi tối chủ nợ đột nhiên tìm tới cửa lý canh nhung đành phải xấu hổ mời người đi vào sau đó chủ nợ biến đùi đi tới căn cứ ông đùi sống cũng coi như an toàn nhưng nguy hiểm luôn khó lòng phòng bị nữ nhân điên đến cũng làm cho Lý Canh Nhung hiểu được một ít bí mật trên người mình. Chương 1 Trùng sinh tận thế phía trước một tuần lễ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Chuẩn bị vật tư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Tận thế buông xuống bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Trước tận thế kỳ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Cực hàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Băng thuộc tính dị năng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Rời đi chuẩn bị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Rời đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Doanh địa tạm thời Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Cứu viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test